Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video mình cắt những cái nhánh non này của cái hoa cúc này nè. Cái hoa cúc này là hôm trước mình có cái video mà mình sang ra cái chậu đó, mình nói là để khi nào mà cái cây này nó ra cái nhánh non đó mình sẽ cắt nó để mà mình nhân giống, mình giữ cái giống nó cho mùa tới nha. Thì hôm nay là nó được khoảng 3-4 tuần rồi đó. Thì bây giờ nó bắt đầu ra nhánh non nè. Các bạn thấy nhánh non của nó không? Hôm trước thì nó không có những cái chồi non như vậy. Mà hôm nay thì nó ra những cái chồi non như vậy nè. Để coi được bao nhiêu cái nha. Nó được một cái ở đây. À, ở đây nó được thêm một cái nụ ở đây nữa nè. Nụ ở đây. Trong đây nó có thêm một cái chồi non ở dưới đây nữa. Thì cái này là cái chồi non của nó nè. Nhưng mà mình lần đầu nhân giống cái cây hoa cúc đại đó này nha. Thì mình không có biết là cái kết quả nó có thành công giống như là những cái chậu hoa cúc bình thường mà mình nhân giống nó thì nó ra rất là tốt. Nhưng mà cái này thì mình thử nghiệm nó nha. Hôm nay cái thời tiết của nó mới có mưa bão rồi tối qua đó. Hôm nay cái thời tiết của nó không có được tốt cho lắm, nó không có nắng, trời nó cứ mây rồi ui khó chịu quá. Mưa nó hồi tối qua nó làm cho mấy cái cây của mình nó te to hết, nó dạ cây dạng thảo nó bông nó héo cụp đầu hết. Để mình cắt lên cho các bạn xem nha. Đây, mình được một cây này. Thì mình cứ để ở đây trước nha. Chút nữa mình sẽ bỏ vô chậu sau. Cái cây đó mình cắt lên nó dính đất á, mình lấy cái hòn nước để mà mình rửa cái gốc của nó nha. Cái gốc của nó xong rồi chút nữa mình mới nhúng vô cái dung dịch cái tinh hợp mon đó, cái thích rễ đó, để cho nó sạch cái rễ, mà nó cũng mình nhúng vô cái dung dịch đó nó cũng không có làm dơ cái chất dung dịch đó của mình. Đó thì mình đã chuẩn bị sẵn mấy cái chậu đất này rồi nha. Cái này là mình có cái chậu nào thì mình bỏ đất vô cái chậu đó thôi. Tại vì hôm bữa giờ mình nhân giống ra cây con cũng rất là nhiều rồi đó. Thì hôm bữa giờ mình không có đi mua thêm chậu, thì có những cái nào mà cũ thì mình xài lại cho hết. Thành ra là nó mấy cái chậu không giống nhau. Cái chậu mà hoa cúc hồi xưa lúc mình mua đó, thì khúc lúc mình mua là họ bán là họ đựng trong cái chậu này nè. Nó cũng nhỏ trong cái chậu này nhưng mà cái hoa nó rất là to. Thì hôm nay mình sử dụng lại cái chậu này để mình nhân giống nó, không có cần mấy cái chậu lớn lắm. Mình sẽ nhúng nó vô cái dung dịch này, chút tinh hợp bom nha. Mình nhúng vô nó, mình nhúng ngập luôn, ngập cái gốc của nó luôn. Thì cái cây này là cây hoa màu trắng nè. Thì mình coi cái cây nào mà nó lớn đó, thì mình nhúng vô cái mình bỏ vô cái chậu lớn nha. Cái này chưa gì mình vừa lấy ra là nó đã có rễ nè, các bạn thấy không? Đó, mình bỏ vô trong đây.
thì hôm nay mình nhân giống ra được 12 chậu nha. 12 chậu hoa cúc đại đó. Thì cái này là nhánh non thôi chứ mình chưa có biết là nó sẽ có phát triển và sống được hay không nha. Bởi vì lần đầu tiên mình nhân giống cái hoa này. Hy vọng là nó sẽ sống để cho mình giữ được cái giống hoa đẹp nha. Mình cắt nó, tại mình cũng nôn quá, mình cắt nó từ cái nhánh nó quá non đó. Thì không biết là nó có sống nổi hay không. Nếu mà bình thường đó, thì mình nhân giống nó, mình cắt cái cây nó khoảng như vậy nè. Với lại như vậy nè, thì cái cây nó sẽ dễ phát triển, dễ sống hơn. Chứ cái này, mấy cái này là nó quá nhỏ. Thì hy vọng thôi, mình hy vọng là nó sẽ sống thôi. Mình cắt cái nhánh non bên cái cây kia thì cái cây mẹ đó từ từ nó sẽ mọc ra thêm những cái nhánh non khác. Lúc đó thì mình sẽ nhân giống nó đợt 2 nha. Cái này là đợt đầu tiên mình làm. Thì mình sẽ review cho các bạn trong một tháng sau để xem nó có sống hay không nha. Đây là những cây mẹ của nó nè. Đây là những cây mẹ của nó, cây từ cây chính đó. Mình chừng nó hơn một tháng rồi đó. Thì bây giờ cái hoa nó sắp vàng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi tưới nước nó nha các bạn. Tưới cho nó ướt đẫm hết luôn. Thì đây là cái cây hoa mà hôm trước mình có nhân giống này, mà hôm nay nó nở nhiều quá rồi. Nó nở hoa hôm bữa giờ chắc hơn cả tuần rồi đó. Đó. Các bạn thấy không? Thì bây giờ mình review lại cho các bạn xem mấy cái chậu hoa cúc của mình nha. Tối qua có bão đó, mưa quá trời luôn. Không biết là mấy cái cây này, cái hoa nó nở nó có chịu nổi cái mưa bão này không? Nó ra hoa màu vàng đó. Nhưng hôm nay rất là xum xuê. Mình nhà mình không có đất, mình trồng trong chậu thì nó chỉ được như đây thôi. Nhưng mà mình cũng dễ kiểm soát, tại vì trong chậu á thì hả, sau này mình có lấy nó ra để mà mình thay phân hoặc là mình nhân giống cây khác á, cái phân khác á, phân mới nó cũng dễ. Đây là hoa cúc của mình. Hôm nay nó nở hoa rồi nè. Nó hoa nó màu vàng. Các bạn có thấy cái hoa nó không? Hoa của nó màu vàng cam. Cũng đẹp lắm. Nó chưa có nở nha, nó chưa có nở hết. Đó, quá trời nụ luôn. Mình cây này mà nó từ lúc nó nở hoa hết cái chậu này, mình nghĩ chắc cũng khoảng 1-2 tháng đó, nó cây này nó mới tàn á. Nếu mà thời tiết mà tốt, nắng rồi ấm chứ mà mưa hoài như vậy á, thì cái mấy cây hoa nó dễ bị sâu lắm, rồi nó bị hư á. Cái hạt mưa nó nặng hạt, nó làm cho mấy cái cánh hoa nó bị hư, nó bị dập mấy cái cánh hoa hết à. Cây này cũng chưa có nở, cây này là giống cây hồi nãy luôn. Giống như cây màu vàng đó đó. Nó chưa có nở cái hoa nào hết. Cây này là mình nhân giống được 4 tháng rồi nha. Thì nó nay nó nở hoa rồi nè. Nó có hoa rồi đó. Hoa màu đỏ. Đây hoa màu tím. Nụ rất là nhiều. Đây, cái hoa cúc này hoa cúc dài. Đây các bạn thấy không? Cây hoa này mình nhân giống nè. Hôm nay nó quá trời nụ luôn. Nó sắp có hoa rồi đó. Mà cây này á, là mình chiết nhánh đó. Mình chiết nhánh nó gần 2 tháng thôi chứ chưa 2 tháng. Mà mình từ cái nhánh non của nó đó mà hôm nay nó ra nụ, nó sắp ra hoa rồi nha. Cái chậu này là ở ngoài shop nó bán tới 10 đồng lận đó nha. Một chậu này thôi, từ cái nhánh thôi, nếu mà nó nở hoa là bán 10 đồng nha bạn. Rất là dễ nhân giống. Các bạn nhân giống đi, để mình đi ra ngoài mình mua cũng tốn kém đó. Đó, chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng thôi là nó nở hoa rồi. Sắp nở hoa rồi, nó có nụ rồi nè.
Cây này cũng có nụ. Cây này làm như bữa mình nhân giống, mình cắt nó từ cái nhánh nó hơi già đó, thành ra nó có nụ sớm này. Nó có nụ, nó nở hoa nó sớm. Đây cũng là hoa cúc tím. Hôm nay thì nó nở hoa rồi. Nó có hoa rồi. Lúc trước thì nó nụ không à. Nó nay nó có màu tím rồi nè. Những cái chậu bên kia là nó mình có thể là nó già hơn, bởi vậy nó có nụ, có hoa sớm hơn những cái chậu bên đây một chút. Những chậu bên đây thì bây giờ nó bắt đầu làm nụ rồi nè. Nó nụ nè. Cái này nó sẽ có nụ và nó nở hoa trong vòng 2-3 tháng nha, tại vì cái nụ bây giờ nó rất là nhỏ, nó chưa có phát triển bự giống như vậy. Mà nó từ bự giống như vậy để cho nó nở thành cái hoa, nó ra cái hoa, nó cánh nó xòe ra đều quá thì cũng khoảng mất cũng khoảng 2 tuần nữa. Thì những cái nụ này thì nó còn lâu hơn nữa, thì có nghĩa là cái cây này nó sẽ cho hoa trong vòng 2-3 tháng nha. Từ đây tới đó là mình sẽ ngắm hoa nó trong vòng 2-3 tháng. Đây. Cái này mình cũng nhân giống 2-3 loại, màu trắng với màu đỏ nè. Này là ba loại luôn, vừa màu vàng, vừa đỏ, cam, vừa đỏ. Mình thì mình thích mua cây con về trồng. Mình thích là nhân giống, tại vì mình thích nó, nhìn nó, mình chăm sóc nó lớn lên từng ngày đó. Đến khi mà nó có nụ, có hoa đó, mình thích hơn là khi mà mình mua một cái cây về đã có sẵn hoa rồi thì cái đó thì nó đẹp hơn. Nhưng mà cái thú vui mà mình chăm sóc nó rồi mình ngắm nó mỗi ngày đó, nó có nụ, có hoa đó, nó làm cho mình thấy giống như là mình thích hơn. Mình thích chăm sóc, nhân giống một cây con về cho nó phát triển. Thì mình thấy cái đó để mình cũng học hỏi được cái kinh nghiệm trồng cây.